Nguyễn Thuận đang kêu gọi đối thoại bằng bạo lực và truyền thông đám đông. Ngày 20 tháng 5 năm 2019 vừa qua, nhóm bạo động ở xã Đông Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội đã tổ chức một cuộc họp để công kích kết luận của thanh tra chính phủ về mảnh đất mà họ đang tranh chấp quyền sử dụng với công ty Việt Trong cuộc họp, họ cũng công bố những việc mà họ định làm để giữ đất. Đài BBC tiếng Việt cùng nhóm luật sư và các cá nhân chống đối có quan hệ với nhóm bạo động đã đưa tin về cuộc họp này. Cụ thể, ngày 25 tháng 4 năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận khẳng định toàn bộ mảnh đất 59 ha ở Đồng Xanh thuộc xã Đồng Tâm là đất quốc phòng bị người dân địa phương chiếm dụng để canh tác. Ngày 20 tháng 5, nhóm bạo động ở Đồng Tâm đã tổ chức họp và trả lời phỏng vấn về sự kiện này để đưa ra bốn cụm thông điệp. Trong cụm thông điệp thứ nhất, Họ họ tái khẳng định rằng 28,7 hecta trong phần đất bị thu hồi vốn là đất nông nghiệp mà họ có quyền sử dụng vì ba lý do. Thứ nhất, chính phủ chỉ thu hồi 208 hecta đất để sử dụng cho mục đích quốc phòng vào năm 1980. Nhưng thành phố Hà Nội lại bàn giao 236,7 hecta đất vào năm 2014. Tức có thêm 28,7 hecta so với quyết định cũ. Thứ hai, chính phủ không cung cấp bản đồ về phần nước bị thu hồi cho mục đích quốc phòng vào năm 1980. Thứ ba, thanh tra chính phủ chỉ tiếp nhận thông tin từ chính quyền thành phố Hà Nội, chứ không đối thoại với nhóm dân địa phương. Khi đưa ra cụm thông điệp vừa nêu, nhóm bạo động đã không nhắc đến một tập nhóm bạo động đã không nhắc đến một lập luận quan trọng của thanh tra chính phủ. Theo đó, cả diện tích 236,7 ha mà thành phố Hà Nội đo được vào năm 2014 lẫn phần đất thu hồi mà đơn vị quốc phòng đang xây tường rào bao quanh đều dựa trên những cột giới, mốc giới không đổi từ năm 1980. Theo cụm thông điệp thứ hai, họ công kích cách hành xử của các cơ quan nhà nước trong vụ việc. Cụ thể, ngoài chuyện thanh tra chính phủ không đối thoại với nhóm dân, họ còn công kích việc Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước không hồi âm đơn thư của họ. Việc Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung lương lẹo, bóp méo sự thật xa rời quần chúng, coi thường những người khiếu nại, tố cáo. Trong cuộc thông điệp thứ ba, ông Lê Đình Kình nói rằng, sau kết luận của thanh tra chính phủ, dân đồng tâm bước vào một cuộc đấu trí mới, chống tham nhũng và lợi ích nhóm. Như vậy, trong các hoạt động truyền thông sắp tới, Họ có thể mô tả tập đoàn Viettel như một nhóm lợi ích tư bản kết cấu với quan chức để dư luận có thiện cảm với họ và có áp cảm với việc theo bất chấp nội dung thực của tranh chấp giữa hai bên. Trong cụm thông điệp thứ tư, họ tuyên bố những việc họ định làm để giữ đất sau kết luận của thanh tra chính phủ, có thể chia những việc này thành hai mảng là bạo động và đấu tranh pháp lý. Trong mảng bạo động, Lê Đình Công nói, nếu cố tình đưa việc theo để lấy đất thì dân đồng tâm sẵn sàng hy sinh giữ đất. Nhà nào ở đồng tâm cũng đã trang bị đầy đủ rồi, nếu không bắt giữ người như năm 2017 nữa đâu. Sẽ không bắt giữ người như năm 2017 nữa đâu, mà chắc chắn sẽ đổ máu như gò đống đa. Trong mạng đấu tranh pháp lý, Lê Đình Kình nói rằng họ và nhóm luật sư sẽ tiếp tục gửi kiến nghị tới Chủ tịch nước và Thủ tướng, đòi Bộ Quốc phòng trả lời họ, Đức Quốc phòng là từ đâu, ranh giới, mốc giới như thế nào đòi thanh tra thành phố và thanh tra chính phủ đến đối thoại với họ. Luật sư Ngô An Tuấn cũng xác nhận với BBC rằng, trong thời gian tới, yêu sách chính của họ là đòi được đối thoại với chính quyền để vỡ ra nhiều điều. Qua các biểu hiện trên, có thể thấy nhóm bạo động ở Đông Tâm đang muốn trì hoãn việc xử lý tranh chấp bằng các quyết định hành chính và tư pháp, gia tăng xử lý tranh chấp bằng dư luận để giành ưu thế trên dư luận sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi thấy luật sư Ngô An Tuấn có quyền đề nghị đối thoại để làm rõ hơn các tình tiết của vụ việc. Có điều trước khi đối thoại, ông Tuấn cần làm rõ hai vấn đề như sau: thứ nhất, nhóm bạo động đồng tâm có thật lòng muốn đối thoại hay không, hay chỉ giả bộ đối thoại để làm truyền thông. Tuyên bố của ông Lê Đình Công rằng mỗi cá nhân bạo động đã tàn trữ sẵn vũ khí trong nhà và sẵn sàng giết người để giữ nguyên quan điểm của mình trong vụ việc cho thấy. Họ không hề muốn đối thoại, không tuân thủ pháp luật và cũng không thuộc diện đấu tranh bất bạo động như giới dân chủ tuyên bố. Thứ hai, việc đối thoại sẽ được tiến hành trên cơ sở bằng chứng và pháp luật hay được tiến hành bằng bạo lực và dư luận đám đông khi nhắm bạo động tránh khi nhắm bạo động tránh nhắc đến những bằng chứng quan trọng mà thanh tra chính phủ đã dựa vào, đồng thời đòi đổ máu như gò đống đa. Rõ ràng họ không muốn đối thoại bằng bằng chứng và pháp luật.